Ngày 20 tháng 1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh viện vừa nhận kết quả xét nghiệm mẫu máu và nước tiểu của hai bệnh nhi nguy kịch sau khi ăn bim bim và mì cây. Kết quả xét nghiệm không phát hiện độc chất của một số loại thuốc chuột trong cơ thể các bệnh nhi. Xét nghiệm dương tính với morphine nhưng không có ý nghĩa vì trước khi lấy mẫu, các bệnh nhi đã được bác sĩ cho sử dụng morphine. Hiện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã lấy mẫu lần hai và tiếp tục gửi đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân khiến các bệnh nhi bị nguy kịch sau khi ăn bim bim và mì cây. Về tình trạng sức khỏe, đến ngày 20 tháng 1, cả hai bệnh nhi đều có tiến triển tốt. Trong đó, bệnh nhi CVT 10 tuổi, ngụ thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, đã tỉnh sau 6 ngày hôn mê, được dừng lọc máu và cai thở máy. Bệnh nhi DTC 4 tuổi, cùng ngụ thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh, chưa tỉnh nhưng gọi hỏi đã có phản xạ và đang phải tiếp tục lọc máu. Như báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 1, hai cháu T và C cùng hai cháu bé khác đều ngủ thôn Bích Phương, mua một gói bim bim khoai tây, một gói mì cây vòi rồng ở một tiệm tạp hóa trên địa bàn thôn Bích Phương, rồi chia nhau ăn. Sau khi ăn xong, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hai cháu có triệu chứng co giật và nhiều triệu chứng bất thường khác, nên gia đình đã đưa các cháu đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Do tình trạng ngày càng nặng, nên khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 1, Bệnh viện Đa Khoa huyện Thọ Xuân chuyển các cháu đến bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu. Khi đến bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các nạn nhân đều trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái, thở yếu, thở ức chế, tăng trương lực cơ toàn thân, nhịp tim rối loạn, huyết áp hạ và dao động. Sau khi thăm khám, các bác sĩ bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán cả hai bệnh nhi bị hôn hồ mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng và tiến hành theo dõi ngộ độc không rõ loại. Định hướng đến thuốc diệt chuột thành phần natri fluoxetate tuy nhiên hôm nay khi có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu lần đầu thì không phát hiện độc chất của một số loại thuốc chuột trong cơ thể hai cháu